Báo dạy tiếng Anh. Ai? Hôm nay chúng mình sẽ có một số quy định trong lớp học. Sau đấy cô sẽ cho các bạn chơi trò chơi. Lịch học của chúng mình sẽ bắt đầu vào chủ nhật tuần sau. Chào bác sư. Cô sẽ đặt tên cho lớp mình. Và lớp số 1 là lớp của các bạn Kitty. Cô sẽ đặt tên là lớp Mickey. Ok. Mickey. Lớp Mickey của chúng ta gồm có bạn Phúc Anh. Bạn gì đây? Minh Thành. Bạn gì nữa đây? Ngồi. Ok, very good. Còn lớp lớn của chúng mình, các bạn thích sinh vật nào? Doraemon. Rồi cô chốt lại. Lớp Kitty của chúng mình sẽ có tên là lớp Mickey. Và lớp các bạn, lớp tiểu học sẽ có tên là lớp Doraemon. You don't know, right? Okay, no problem. And here, what letter is this? F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P. Okay, very good. And what letter is this? So, what color is this? It's purple. Okay, very good. Okay, and what color is yellow. Very nice. It's orange. Okay, good job. Wow. Okay, very nice. Hello, my name is teacher Jenny. Nice to meet you. Okay, what's your name? Khánh Cần. Okay. Khánh Cần, how old are you? How old are you? Are you 5 years old? Or 6 years old? 7. Wow, 7 years old. Okay, very good. High five. Yes, okay. Okay, thank you so much. Okay. Yes, okay. And first, you need to write your name. Your name, your school. Okay. Daddy!
Tổng hợp lại thì em đã xét qua rồi. Thôi chúng ta có một số bạn đã nhận được vào trong cái nhóm của chúng ta để học. Thế nhưng hôm nay test thì em thấy chúng ta sẽ chia được thành hai lớp. Một lớp là lớp mầm non, gọi là bước đi. Và lớp thứ hai là lớp tiểu học ạ. Thế với những cái bạn là sau sẽ vào lớp mầm non. Ở đây có một bạn Nguyễn Tiến Toàn, mặc dù là bạn lớn tuổi hơn một chút xíu, tuy nhiên là cái khả năng trình độ của bạn chỉ ở lớp Kiddy thôi ạ. Thế nên lớp Kiddy chúng ta sẽ có bạn là Trần Phan Thảo Ngân này, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Minh Thành, Lê Xuân Hiệp, Mai Phúc Anh và có thêm một số bạn khác mà em đã test rồi. Và lớp tiểu học thì gồm có bạn Nguyễn Như Mai, Nguyễn Như Nguyệt, Vũ Quỳnh Nga, Phan Trần, Trần Phan Hải Linh. Đấy, 5-4 bạn ạ, là trong lớp tiểu học. Thế để mà lớp học mà em có thể tổ chức được các cái hoạt động ý, thì ít nhất cũng phải tầm khoảng tầm 8 bạn. Thì em dạy thì nó mới có đúng được cái team của em. Thế thì em cũng sẽ cho đầy đủ ở cái phần đấy. Bởi vì các bạn ý liên hệ test trực tiếp tại nhà em và test qua chỗ bên quán cà phê. Bạn ấy có mời em qua để test. Thế em cũng thông báo với bố mẹ là lớp học của chúng ta thì là lớp học mà miễn phí. Thế nên chúng ta sẽ không phải đóng bất cứ một cái chi phí gì. Và em sẽ trực tiếp dạy các con. Hiện tại bây giờ ít nhất là trong tháng này thì em cứ dạy một tuần một buổi. Tuy nhiên sau đó thì chúng ta sẽ cân đối xem là chúng ta có thể cho con học 2 buổi hay 3 buổi thì sẽ tùy vào cái sự tiếp thu của con và cái lịch của em. Thì ở đây em cũng đã chuẩn bị cái danh sách mà chúng ta đăng ký. Thế về nhà em sẽ điền nốt vào một số cái bạn khác nữa. Những cái bạn mà em đã chuyển thì sẽ không cho vào đây được nữa. Khi mà đi học thì các bạn ấy sẽ có em dạy cho các con giáo trình phonics. Thì với cái giáo trình phonics này, các bạn ấy sẽ đọc về các âm. Và như chương trình này thì em đang triển khai tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Vetterway, là trung tâm do em sáng lập và em đã sáng lập được 5 năm. Thế trong cái sách này thì em sử dụng 3 loại sách để kết hợp vào trong chương trình để dạy con. Với các bạn mầm non thì ngay bây giờ em sẽ dạy cho con về cái Phonics 1. Đây ạ. Đấy. Thì trong cái Phonics 1 này thì sẽ gồm có 3 quyển. Một quyển Classbook này, một quyển Cookbook và một quyển Writing. Thì với cái quyển sách này thì thật ra là em không tự sản xuất được. Thế em đang lấy ở trung tâm em thì cũng mong là bố mẹ đóng cái phần này. Mà chúng em đang mua giá gốc thôi, có mấy chục nghìn, hình như là hơi trăm nghìn thôi ạ. Cả cả bộ này ạ. Với các bạn tiểu học thì em sẽ dùng cái chương trình Phonics nhưng mà là Phonics 2. Và trong cái Phonics 2 này thì em sẽ ép thêm cả phần ngữ pháp cho các con. Thế một bạn ấy cũng sẽ có 3 cái quyển ạ. Thì 3 quyển này em sẽ chuẩn bị sách cho con. Sau đấy thì em cũng đã chuẩn bị cái đồ dùng, những cái phần mà các bạn sẽ cần phải khi mà đi học. Đây đi. Sao xem nhiều hơn. Thế các anh có thể lấy giúp em để về nhà chuẩn bị cho con. Notebook với các bạn tiểu học nhé. Các bạn mầm non thì không cần. Cái thứ hai là sẽ có một bút. Trong hộp bút này sẽ có bút chì này, bút mực hoặc bút bi đối với tiểu học, còn mầm non thì không cần. Sắc màu tẩy. Và thứ ba là cặp sách. Thì những cái đồ này cũng là những đồ mà cơ bản thông thường nhất mà các bạn cần phải đi học ạ. Trong cái quá trình học thì em cũng sẽ có những cái phần khuyến khích cho các con. Đó là những cái chấm sao ở đây. Thì thật ra là trung tâm em đã thành lập được 5 năm và nó thành hệ thống rồi. Thế nên cái hệ thống đấy em sẽ kê vào trong cái lớp học nho nhỏ của chúng ta. Thế như ở trung tâm thì chúng em có hẳn một cái tủ quà rất là to để cho các bạn lựa chọn khi mà các bạn hứng thú ấy. Thế thì cũng xin ý kiến bố mẹ là ở đây thì mình cũng nên tạo cái hứng thú cho con. Thì mình có thể là cái này thì chắc là bố mẹ cũng đóng góp vào giúp em. Thì mình mua những cái phần quà nó nhỏ như là cái vòng tay hoặc là một cái sticker hoặc là một cái gì đấy mà mình sẽ quy định. Ví dụ như 10 ngôi sao thì sẽ được một cái này, nhưng mà 20 ngôi sao thì được cái kia. Thì cái này thì mình sẽ mua cái phần đấy ạ. Thì cái việc mua này chắc là nhờ chủ tịch giúp đỡ em. Chủ tịch, ok. Chủ tịch khéo lắm. Thế như vậy thì trong lớp học của chúng ta thì đầu tiên là bố mẹ sẽ, em sẽ mua giúp cái quyển sách này với giá gốc có mấy trăm nghìn thôi ạ. Hoặc là cả cái quyển này nó hơi trăm nghìn. Và thứ hai là chủ tịch sẽ giúp em mua một số phần quà cho con. Còn về tất cả những cái đồ dùng này thì đến buổi hôm nào thì em sẽ mang đến đấy. Đây là những cái đồ dùng mà chúng em đang dạy ở các trường mầm non. Thế nên nó cũng rất là đơn giản để cho em có thể đưa về đây được. Mình sẽ có 2 lớp. Và 2 lớp đấy thì cứ đến giờ các bạn mới đến nhá. Chúng ta quy định với nhau là con không được đến trước. Đến trước là sẽ làm vỡ lớp của em. Thế cứ đúng giờ mà đến ạ. Thì em trong cái khoảng cách giữa hai cái
để em có thể trao đổi với lại phụ huynh trực tiếp. Đấy là cái trao đổi trực tiếp. Còn cái thứ hai nữa thì như cái hệ thống của bên em ấy, thì sau mỗi buổi học là chúng ta sẽ, cái nhóm lớp của mình sẽ tạo thành một nhóm, và sau mỗi buổi học em sẽ yêu cầu con về nhà làm bài tập. Bài tập ở đây là quay những cái đoạn video mà cô yêu cầu con đọc. Thế thì cũng mong là chị cho em Facebook hoặc là Zalo. Sau đấy thì em sẽ đẩy bài tập lên sau mỗi buổi học để cho em có thể sửa âm cho con, sửa trực tiếp luôn ạ. Thì bố mẹ có thể thấy sau một tháng thôi là bạn ấy khác nhau, khác những phần bạn ấy phát âm nó khá là tốt. Đấy thì cái việc đấy thì em cũng nhờ chủ tịch thích nốt giúp em, chủ tịch đọc cho em cái nhóm.